khi một đứa trẻ phải chịu đựng những tổn thương tinh thần nặng nề cả về thể xác lẫn tâm hồn trong quá khứ. Tâm trí của chúng vỡ ra thành từng nhân cách khác nhau. Mỗi bản thể được tạo ra dựa trên những mong muốn tách biệt khỏi thực tại đau buồn mà chúng phải gánh chịu. Đó là những gì cơ bản nhất khi chúng ta nói về đa nhân cách. Một trong những chấn thương tâm lý đặc biệt của con người mà cho tới nay vẫn là một vấn đề cực kỳ phức tạp đối với các chuyên gia tâm lý. Và ở video này, hãy cùng mình đến với một trong nhiều tác phẩm điện ảnh nói về đa nhân cách để xem Identity thể hiện góc nhìn của đa nhân cách ra sao, cho chúng ta hiểu biết rõ hơn về căn bệnh này. Và nếu chưa xem bộ phim này thì các bạn có thể dừng video để xem phim, vì đây là phim mình đánh giá khá hay. Hoặc các bạn đã xem hay không quan tâm bị spoil thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Identity nhé. Đa nhân cách không phải là chủ đề gì mới lạ trong điện ảnh. Chúng ta từng có tượng đài Psycho, bộ phim đã đặt ra một ranh giới hoàn hảo cho thể loại kinh dị tâm lý. Trong giai đoạn gần đây, chúng ta cũng có những tác phẩm mới như Split vào năm 2016 và Glass vào năm 2019. Nhưng điểm chung của các bộ phim này là vẫn được đánh giá tốt, song không đạt đến mức xuất sắc như các cái tên trong quá khứ. Identity thì lại cho mình một góc nhìn trực quan hơn về đa nhân cách. Điểm đắt giá nhất chính là ý tưởng và cách dẫn dắt câu chuyện trong phim. Dù thuộc thể loại kinh dị tâm lý, nhưng phim không quá đề cao yếu tố kinh dị, mà thay vào đó là tập trung vào khai thác tâm lý, đưa khán giả qua các phân đoạn khó hiểu, rồi gỡ rối, đẩy nhịp phim lên cao trào và kết thúc đầy bất ngờ. Đa phần thời gian trong Identity, bạn sẽ dõi theo 11 nhân vật bị kẹt tại một nhà nghỉ nằm cách biệt giữa đêm mưa bão, gồm một cặp vợ chồng và đứa con nhỏ, một cô gái điếm, một cựu cảnh sát chở theo một nữ diễn viên, một cặp tình nhân mới cưới và một viên sĩ quan đang áp giải một tên tội phạm, và cuối cùng là người chủ nhà nghỉ. Tất cả mọi người không rõ vô tình hay cố ý đã xuất hiện cùng thời điểm và ngay tại nhà nghỉ này. Sau đó mọi việc bất thường bắt đầu xuất hiện, mở đầu bằng cái chết của nữ diễn viên, rồi sau đó lần lượt từng người bị giết chết cực kỳ bí ẩn, kéo theo là sự nghi ngờ và mất niềm tin lẫn nhau giữa họ. Chính khán giả xem phim cũng sẽ bị cuốn theo những suy đoán xem ai mới là hung thủ thật sự trong số 11 con người này. Nếu các bạn đã xem qua Identity thì các bạn cũng đã biết tất cả mọi thứ từ nhà nghỉ, 11 nhân vật cho đến cả thế giới này đều nằm trong tâm trí của một kẻ mang tên là Malcolm. Hắn ta chính là kẻ được đề cập tới ở phân đoạn đầu tiên của phim. Ở lần đầu tiên xem, hẳn chúng ta sẽ thấy rất khó hiểu khi không nhận ra tính kết nối giữa thế giới đấy và Malcolm. Nhưng việc có một cốt truyện hợp lý, tình tiết được kết nối chặt chẽ với nhau, giúp khán giả luôn giữ được nhịp phim và không hề bị nhàm chán so với các bộ phim tâm lý khác. Ngoài ra, Identity thuộc hàng phim khó đoán nhất đối với cá nhân mình. Ý tưởng làm phim quá tốt khiến cho mình dù có nắm bắt được hướng đi cốt truyện nhưng không thể nào đoán ra được kết thúc của phim. Việc này là không hề đơn giản đối với các phim nặng về trinh thám và tâm lý. Tạo ra cái kết bất ngờ không khó, nhưng để nó hợp lý và kết nối chặt chẽ được với tất cả các phần còn lại của phim mới là điểm khó. Và Identity đã làm rất tốt trong vấn đề này. Malcolm là một tên tội phạm bị rối loạn nhân cách. Từ thời còn bé, hắn đã bị người mẹ làm gái điếm nhốt trong nhà tắm, khiến hắn luôn bị ám ảnh với tuổi thơ của mình. Những ký ức kinh hoàng đó được chuyển hết vào nhân cách của một đứa trẻ bên trong hắn, mang tên Timothy. Đây như là phản chiếu lại hình ảnh của chính Malcolm thời còn bé. Một đứa trẻ bị tổn thương nặng nề và vô cùng độc ác, muốn tiêu diệt hết các nhân cách còn lại để độc chiếm thể xác của Malcolm. Cuối cùng, Timothy cũng giành chiến thắng. Nó đưa ra câu nói trước khi kết liễu nhân cách cuối cùng là một cô gái cũng làm nghề gái điếm. Malcolm, whores don't get a second chance. Và một lần nữa, hình ảnh này đã nói lên rằng đây là tất cả những suy nghĩ của Malcolm thời còn bé. Hắn căm ghét mẹ của hắn, kẻ đã gây ra tất cả. Đối với hắn, đây là điều đứng trên tất cả và sẽ không bao giờ hắn có thể quên. Phim kết thúc bằng những hình ảnh rất tàn bạo, nhưng đã thể hiện được hoàn toàn chính xác ý đồ của biên kịch và đạo diễn. Đây là một trong các tác phẩm nói về đa nhân cách hay nhất mà mình từng xem.
Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn có suy nghĩ gì về Identity? Hãy cho mình và các bạn khác biết ở dưới phần bình luận nhé. Nếu thấy video này hay, hãy cho mình một like. Nếu thấy kênh mình có nhiều video thú vị, hãy subscribe để nhận thông báo khi có video mới nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo trên kênh VP Movies.